Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm. Và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Filu, Editor Loader và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đấy ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Để xem hành trình đầy đủ của Tanjiro và các kiếm sĩ diệt quỷ khác, hãy xem lại các video recap đã được đăng tải trên hệ thống kênh. Cuộc chiến trên chiếc tàu vô tận đã kết thúc với chiến thắng thuộc về phía sát quỷ đoàn. Tuy nhiên họ cũng phải chịu một mất mát lớn. Viêm trụ Rengoku Kyojuro đã thiệt mạng sau trận solo với Thượng Huyền Tam Akaza. Một lần nữa gửi tặng chàng trai với tâm hồn hào sảng ấy một cánh hoa, hy vọng trên thiên đàng anh đã gặp được Ace. Tưởng như với thành tích đánh bại một trụ cột, Akaza sẽ nhận được một tràng vỗ tay từ phía chúa quỷ. Viễn cảnh ấy đẹp, tiếc nó không xảy ra. Thứ mà Thượng Tam nhận được là sự khó chịu của chúa quỷ, đã không tìm ra được hoa bỉ ngạn xanh. Đến dăm ba cái đám nít danh thích múa skill liên quân cũng không ăn được thì làm được cơm cháo gì, thậm chí còn bị một thằng nhóc không phải trụ cột đả thương ở cả thể xác lẫn tinh thần. Thật là quá đáng thất vọng. Má nó chứ, sai lầm của một nhân viên giỏi là làm việc cho một thằng sếp ngu. Mấy trăm năm sống chả làm được gì, cứ đè nhân viên ra mà chửi. Có giỏi thì ra mà làm. Đấy là nếu Akaza là quỷ Gen Z thì sẽ nói thế. Chứ lúc đó Thượng Huyền Tam chỉ biết cắn răng chịu đựng, rồi tự chữa lành bằng cách xả giận lên thanh kiếm của Tanjiro, kèm theo lời hứa thề đảm bảo nếu gặp lại sẽ ăn vã đến từng mảnh vụn. Trong khi đó tại vị trí của bộ ba cây hài, Tanjiro sau khi vết thương đã ổn định đã lập tức đến nhà gia tộc Rengoku để truyền lại di ngôn của viêm trụ. Nhưng chưa kịp mở lời thì ông già của Kyojuro đã lên cơn dồ dại, không ngừng dành cho đứa con trai quá cố những ngôn từ sỉ nhục nặng nề, trung bình của một người đàn ông gia trưởng cộng bợm rượu. Nhưng từ khi thấy cặp bông ta Hanafuda của Tanjiro thì thái độ của Shinjuro khác hẳn. Với chất giọng lèm bèm đầy nghiêm trọng, ông ta cho rằng Tanjiro đang thượng đẳng vì sở hữu hơi thở bản original, hơi thở mặt trời. Trước thái độ nghiêm trọng hóa vấn đề của Shinjuro, Tanjiro bỗng nghi ngờ nhân sinh quan. Nhà mình mấy chục đời khai thác khoáng sản, ngoài vũ điệu hỏa thần ra thì có cái gì đâu mà lão tự ái ghê đấy. Trước sự mất kiểm soát ngôn từ của ông bác trước mặt, Tanjiro đành để tạm sự ngoan ngoãn của mình sang một bên để cho ông ta biết thế nào là tôn trọng người khác. Trong khi bị ăn liên hoàn đòn từ cựu trụ, Tanjiro không ngừng tự trách. Nếu vũ điệu hỏa thần là hơi thở mặt trời, tại sao cậu lại không thể cứu người anh hừng hực của mình? Con sâu xéo lắm cũng quằn. Tanjiro đáp lễ bằng tuyệt kỹ thiết đầu công, KO luôn phía đối diện. Trong lúc ông già nát rượu ấy đang đi tìm tiểu, Tanjiro đã kể lại cho Senjuro về những chuyện đã xảy ra để cảm ơn Tanjiro cũng như làm theo lời anh trai. Senjuro đưa cho Tan xem cuốn sách bố hay đọc, cứ tưởng đây sẽ là cơ hội để hiểu hơn về vũ điệu hỏa thần. Ai ngờ đoạn ghi đã bị xé nát, manh mối quan trọng đã bị cắt đứt. Tanjiro chỉ có nước tập trung luyện tập vũ điệu hỏa thần để thành thục bộ kiếm pháp mạnh mẽ đó, và cũng để kế thừa di sản của Kyojuro. Mỗi trụ đều có các kế tử để tiếp nhận danh hiệu sau khi từ trần. Senjuro ban đầu được quy hoạch để nhận slot đó. Khổ nỗi cô em đã rất chăm chỉ luyện tập nhưng trình chẳng lên được tí nào, yếu đến độ nhật luân kiếm cũng chê mà không chuyển màu. Với từng ấy lý do, Senjuro quyết định giải nghệ khi chưa mọc mầm để làm những chuyện phù hợp với mình hơn. Chắc chắn Kyojuro sống khôn thác thiêng sẽ ủng hộ cho cậu. Trước khi tạm biệt nhau, Senjuro đã tặng cho Tanjiro sư ba trên thanh nhật luân kiếm của anh trai. Ban đầu thì Tanjiro không dám nhận, bởi đây chính là tài sản quý giá mà người quá cố để lại cho người thân. Nhưng khi thấy Senjuro nhiệt tình quá nên Tanjiro đành nhận cho cậu vui. Sau khi tiễn khách rời khỏi, Senjuro trở về nhà thì phát hiện ra cha đã về từ lúc nào. Cậu gửi lại lời nhắn của anh trai lại cho ông. Thái độ của Shinjuro vẫn rất khó ở, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che đi nỗi đau bên trong người cha đó mà thôi. Sống đúng với cảm xúc của mình khó nhằn thế sao, thưa cựu viêm trụ? Trả bù cho anh thợ rèn kiếm Haganezuka luôn 100% sát khí khi thấy Tanjiro. Cái tội gãy kiếm đã khó cứu rồi, nay còn là mất kiếm thì tội chết khó tha, tội sống không được phép. Nếu không có Aoi kịp thời giải cứu thì chắc tầm này sang năm là dỗ đầu của Tan mất. Như một thói quen, sau khi cơ thể đã bình phục, Tam thần đằng lại bắt đầu vào công việc khổ luyện. Trong suốt 4 tháng sau đó, cả bọn đã không ngừng thăm ngàn, vừa để độ thêm cho body, vừa tăng trải nghiệm thực tế qua những nhiệm vụ diệt quỷ nhỏ lẻ. Sau trận đấu mõm cực kỳ ác liệt với âm trụ Uzui Tengen, cả ba đã theo chân anh ta bắt đầu một nhiệm vụ mới, tới nơi mà ông thần hào nhoáng review rằng cực kỳ phấn son và ngập trong sắc tình dục vọng. Đó cũng là nơi trú ngụ của một con quỷ cực kỳ lợi hại. Từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo âm trụ. Tam thần đăng chỉ cần tuân lệnh, bảo làm chó thì cấm kêu meo meo, mà bảo làm khỉ thì phải khè khè. Khi diện kiến quý ngài hào nhoáng thì phải khom lưng suýt xoa đôi tay và xô nịnh bằng cả tấm lòng. Đấy, cứ thế mà triển. Chắc là tác giả muốn lập team F4 version 2 gión nên mới cho ông thần này vào cho đủ bộ quá. Nhưng thôi không sao, theo những gì đã thấy thì khứa âm trụ này hứa hẹn sẽ là một cây hài mới đây. Nhưng đừng để cái nết thượng đẳng hề này che mắt.
Tengen dù sao cũng là một trụ cột. Ngoài ra anh ta còn từng là một nhẫn giả, cho nên thực lực không thể coi thường. Sau một hồi di chuyển, cả bọn đã đến kỹ viện trấn, nơi nam nữ chìm đắm trong vòng xoáy hư vinh và dục vọng, giữa tình ái và thù hận. Chốn này ban ngày thì yên tĩnh, nhưng đến đêm thì lại rực rỡ sắc màu. Từ những điều kiện trên thì nơi đây chẳng khác nào nhà hàng buffet cho lũ quỷ cả. Với một nơi nhiều thứ mới lạ thế này, riêng việc quản đám trai quê này thôi đã là khá mệt mỏi với Tengen rồi. Đặc biệt là đấng ỉn thích gây rối và khứa đầu vàng mê gái. Các em nó còn bé, thân làm đàn anh, cố mà nhịn vậy. Trong lúc nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ có liên kết với sát quỷ đoàn, Tengen đã trình bày cụ thể kế hoạch tác chiến lần này. Đầu tiên là ba khứa kia phải tìm ra vợ của anh ta, trong khi đó anh ta sẽ đi thu thập thông tin về quỷ. À, bắt quả tang lãnh đạo cấp cao lấy chuyện công làm việc riêng nhé. Dẫu biết Tengen là gã làm khùng làm điên, nhưng lợi dụng tín nhiệm quyền hạn cỡ này thì thật khó chấp nhận. Trích lời tố cáo của Zenitsu, thấy thằng thuộc cấp này bố láo quá, Tengen phải dồn cơ họng để trình bày lý do. Ở đây tao là nhất, nhất là tao, ok. Thật ra đấy là lời tôi nói, chứ thực ra Tengen muốn cả đám tìm vợ, vì họ được cài vào các kỹ viện để thu thập thông tin nhưng đã lâu không thấy hồi đáp. Nói có sách mách có chứng, Tengen ném thẳng vào mặt thằng thuộc cấp láo lếu những bức thư mà vợ gửi về. Với số lượng khủng cỡ này thì chắc cô ấy phải làm lâu lắm. Ờ cũng đúng, nhưng do có tận ba cô nên cũng đỡ bao công. Nghe đến đoạn ba vợ là Zenitsu lại lên cơn. Cuộc đời thật bất công, thằng sáu hộp sữa thằng méo hộp nào, đúng là cái loại dâm dê đề tiện đa thê. Trở lại với nhiệm vụ, để có thể tránh tối đa những phiền phức và sự để ý của lũ quỷ, tất cả sẽ cải trang sao cho cơ bản nhất, như cái cách mà các vợ của Tengen đã từng làm. Họ sẽ thu hẹp phạm vi xuống còn 3 lầu, mỗi đứa sẽ đảm nhiệm một nơi để thực hiện nhiệm vụ. Từ từ, trước khi tiếp tục, tôi đề nghị các anh em giữ chắc tinh thần. Ai có tiền sử các bệnh dễ bị xúc động mạnh thì lưu ý. Đàn ông mang thai và đang cho con bú thì nên cẩn trọng trước cái nhan sắc hủy hoại thị giác này. Hãy cho tôi biết ai là người đã thiết kế cái giao diện này đi. Ban đầu ông chủ lầu chê lắm tính thôi, nhưng vì cái nhan sắc cực kỳ hào nhoáng này mà một bé đã được bà chủ rước về. Cô bé được chọn là Sumiko, vơ nữ của Tanjiro. Trong lúc đang đi đến nơi bán tiếp theo, sự chú ý của cả ba bị hút vào một đám đông, nơi mà Orion Koinatsu của lầu Tokito đang trên đường đi tiếp khách. Trong khi Tengen đang dạy dỗ con bé đần Zenitsu vì cái tội ghen ăn tức ở thái quá, thì ở phía bé Inosuke-chan đã lọt vào mắt xanh của tú bà lầu Ogimoto, và thế là đấng ỉn đã xuất xưởng thành công. Bà này đúng là có con mắt nhìn người. Ngoài cái nết cục xúc với cơ thể nam nhân ra thì Inosuke có bộ giao diện quá xinh xẻ, trả bù cho con bé đầu vàng còn lại. Nhưng rồi ai cũng có chỗ trốn hết thôi. Tuy không được ngoại hình đẹp nhưng mà Zenitsu có thính lực cao cường, qua đó nhanh chóng thành thục 60 bài đàn cơ bản. Với mối thù mang trong tim với tên âm trụ ba vợ, Zenitsu quyết tâm phải trở thành đệ nhất mỹ nhân của cái lầu này. Trong khi đó tại lầu Tokito, Tanjiro đã nghe ngóng được thông tin về Suma, một trong ba bà vợ của âm trụ. Hiện tại cô ấy đã biến mất, nghe nói là bỏ đi theo nhân tình, nhưng chuyện này chưa được xác thực nên vẫn là một dấu hỏi chấm. Để đào sâu thêm về câu chuyện, Tanjiro đã gặng hỏi, nhưng khi thấy sự cảnh giác của Orion, cậu liền bật chế độ cưỡng chế nói dối để biện minh cho sự thắc mắc của mình. Bằng một cách nào đó mà Orion đã tin và chia sẻ rằng bản thân không tin Suma đã bỏ trốn vì cô ấy không hề có dấu hiệu đó. Tuy nhiên trong nhật ký của Suma lại ghi rằng cô có dự định này nên mới có tin đồn kia. Theo suy nghĩ của Tanjiro thì đây có thể là nước cờ của quỷ để che giấu sự mất tích đáng ngờ của các kỹ nữ. Giờ chỉ biết hy vọng rằng Suma vẫn bình an. Ở phía Inosuke đã thu thập được một thông tin khác về Makio, một cô vợ khác của Tengen. Cô này cứ mãi giấu mình trong phòng với lý do sức khỏe. Phải chăng vì lý do này mà cô ấy mất liên lạc, hay còn một lý do khác? Inosuke với bản năng dã thú của mình đã đánh hơi được sự kỳ lạ trong căn phòng đó, bèn lao vào kiểm tra, nhưng bên trong lại không có gì cả. Đúng hơn là có gì nhưng trốn trên mái nhà. Ngay khi thấy nó di chuyển, cậu liền vào số vít ga dí cho bằng được. Inosuke đoán rằng thì quỷ sẽ chui qua vách nào đó để đi xuống, chỉ cần tìm được chỗ nó xuống là sẽ tóm được. Kịch bản lên thì hay, nhưng khổ cái bị thằng đần báo, hậu quả là lỡ mất thời cơ. Trong cuộc họp báo cáo, Inosuke đã cố trình bày cho thằng bạn hiểu chuyện đã trải qua, nhưng khả năng mô tả có hạn, mà thằng bạn thì cũng bị đụt nên cả hai chả hiểu được nhau. Nhưng phải thừa nhận là Inosuke có cái mặt nhìn dễ. Ngay sau đó, Tengen đã xuất hiện và thông báo cho cả hai rằng Zenitsu sẽ không đến được, và thừa nhận bản thân đã có những phán đoán sai khiến cho đầu vàng mất tích. Để tránh những sai lầm tiếp theo, Tengen cho phép Tan và ỉn rút lui trước. Cấp của chúng chưa đủ để đụng độ thượng huyền. Titan có ý muốn xin ở lại nhưng âm trụ không cho, rồi rời đi ngay sau đó. Thực ra nói Tan và ỉn cấp thấp cũng chẳng đúng lắm, dù sao hai đứa cũng đang ở hạng canh, tức là thứ tư từ dưới lên, nên là cứ xông vào mà làm, lo gì dăm ba con quỷ. Tanjiro tính sẽ hoàn tất điều tra lầu mình ở ngay đêm nay rồi mới sang lầu phía Inosuke, nhưng đấng ỉn ứ chịu vì lầu nhà mình đã có quỷ xâm nhập nên Inosuke muốn Tanjiro sang ngay và luôn. Tuy nhiên cậu bé Karo đã có suy luận của riêng mình. Từ việc Zenitsu biến mất và Inosuke phát hiện quỷ, cậu cho rằng giữa các lầu có lối thông với nhau, nhiều khả năng con quỷ chính là một nhân viên tại một lầu nào đó. Để tránh bại lộ thân phận, ở chỗ này tuy thuận lợi với con mồi về đêm nhưng cũng dễ nảy sinh vấn đề, đặc biệt là việc nghi ngờ khi vắng mặt đột ngột. Tan vẫn tin rằng Zenitsu và ba chị vợ của âm trụ vẫn còn sống, cho nên cả hai phải chiến đấu đến cùng để giành họ lại. Trước khi tiếp tục, để tôi kể cho các bạn nghe về một truyền thuyết đô thị tại kỹ viện trấn này. Ở đây có những Orion sở hữu nhan sắc tuyệt hảo nhưng lại xài chung một hệ giao diện.
Điểm chung của họ là đều có hậu tố Hime, tức công chúa trong nghệ danh của mình. Và mỗi khi không vừa làm điều gì, họ đều nghiêng đầu sang một bên và trừng mắt vào người khác. Biểu hiện này chuẩn đét với Orion Warabi Hime của lầu Kyogoku. Hai ngày trước khi sát quỷ đoàn xâm nhập, bà chủ lầu Kyogoku đã bị ảo quỷ sát hại bởi chính Orion của lầu mình, Warabi Hime aka Daki, Thượng Huyền Lục. Cũng ngay trong đêm hôm ấy, chú quỷ đã đến tìm ả. Bên cạnh dành lời khen cho sự tiến bộ, Muzan đã nhắc nhở ả về việc sẽ có tay to của sát quỷ đoàn tìm đến đấy. Khác với thái độ dành cho Akaza, chú quỷ lại dành cho Daki một sự kỳ vọng lớn lao trong việc ngày càng mạnh hơn và độc ác hơn. Cái này có nên coi là hành vi phân biệt giới tính không nhỉ? Daki thì you're my special. Còn Akaza thì giết một trụ về khoe tí là bị chửi cho như con. Má viết ngay thư cho Liên Hợp Quốc để xem xét mới được. Lát tôi viết, giờ tôi quảng cáo cho Fastcare là hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều ưu đãi đặc biệt cho học sinh, sinh viên. Quảng cáo đã xong, giờ hãy về với hiện tại. Đợi mãi chẳng thấy Tanjiro đến như kế hoạch, Inosuke quyết định tự mình hành động bằng cách triệu tập anh em Gia Huy cơ bắp, ship hỏa tốc cặp song kiếm của mình đến. Đồ đạc đã có đủ, giờ là lúc lên đường diệt quỷ. Sau khi tìm ra được lối thông xuống ổ quỷ, nhờ cơ chế tháo khớp trên toàn bộ cơ thể, Inosuke đã chuyển hóa thành bé na đầu lợn mà đến được chỗ Daki cất giữ lương thực. Trong số đó có cả khứa tóc vàng của chúng ta. Phát hiện có kẻ đột nhập, Daki mốt giải thắt lưng tạm gọi là Obi đi, lập tức lao đến tấn công. Đấng ỉn đáp lễ bằng liên hoàn trảm với độ chính xác cao, vừa ngăn địch tấn công, vừa giải cứu những người bị nhốt không một thương tích. Tình huống bị địch tập kích kho lương thế này, Obi chưa từng nghĩ tới. Giờ làm sao được bên trong sát quỷ đoàn có một kẻ có giác quan nhạy bén, lại có những skill ảo ma cỡ này cơ chứ. Để gỡ rối, nó liền nhờ sự trợ giúp tư vấn tại chỗ từ Daki. À, ta cho phép Obi ăn bất cứ con mồi nào, trừ 10 người đẹp nhất để gia tăng sức mạnh. Chưa kịp thực hiện thì Inosuke đã áp sát, nhưng không thể cắt được vì Obi đã uốn éo theo hướng cắt của kiếm. Chưa được keo này, ta dùng keo khác. Bằng hơi thở dã thú, nanh thứ 6, Inosuke đã khóa cố định Obi lại. Nó không múa cơ thể nữa nhưng mà chuyển sang múa mõm, đe dọa sẽ lấy mạng những người đấng ỉn đã cứu. Nếu là ngày xưa thì cậu đã kệ, nhưng giờ đã bị điểm hóa rồi, nên phải ưu tiên cứu người cái đã. Tuy nhiên công tác này không phải việc của cậu, cứ để hai cô vợ của Tengen lo. Thực ra là nên tin Makio thôi chứ Suma thì chỉ được cái tâm hồn đẹp chứ cái khác thì no comment. Tuy đã có viện binh hỗ trợ, nhưng Inosuke vẫn gặp khó trong kèo đấu này. Obi không phải bản thể nên có cắt, cắt nữa cắt mãi thì cũng chả xong. Từ từ nào người anh em, đừng quên chàng trai mang hơi thở sấm sét với độc kỹ này chứ. Chiu chiu chiu, xong một đoạn. Làm gì đấy? Đúng như lời Inosuke chia sẻ, Zenitsu ngủ thì có ích hơn nhiều. Sự xuất hiện của những cá nhân mới này cũng kinh đấy, nhưng họ chưa là gì so với kẻ sắp góp mặt. Sau khi giải cứu thành công cô vợ Hinasuru, Tengen lập tức lên đường truy lùng con quỷ. Giữa chừng một âm thanh đã kéo sự chú ý của anh. Sau khi kiểm tra kỹ, Tengen phát hiện có một ổ quỷ ở dưới. Liên tục sau đó là những cú đòn giáng xuống nhằm thông đường. Để anh có mặt ở đây, chỉ với một đường múa kiếm sương sương, Tengen đã xử gọn gàng Obi và giải cứu tất cả con tin. Có thể bạn đã biết nhưng tôi vẫn kể, Tengen là một gã gia trưởng. Anh ta áp đặt tư tưởng của mình lên các cô vợ, bắt họ dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải sống sót trở về. Điều này trái ngược với những gì các cô được dạy dỗ. Với ninja, tính mạng không quan trọng, nhất là với các kunoichi vốn thua kém các nam nhân cùng nghề. Nhưng bằng tất cả sự hào nhoáng, Tengen khẳng định vợ mình là nhất, tiếp đến mới là nhiệm vụ, chứ không như F4 Plus nào đó ở xứ Đông Lào. Bảo sao các cô vợ không yêu cho được. Việc ở đây coi như xong, giờ là lúc Tengen phải tăng tốc lên. Chứ tình hình của Tanjiro đang khá căng, đặc biệt là kiếm của cậu. Nó đã bẻ mạnh sau lượt chiến đấu đầu tiên. Trước đó, trong khi đang di chuyển đến chỗ Inosuke, Tanjiro ngửi thấy một mùi ngọt ngọt, thoang thoảng của quỷ. Nơi tỏa ra mùi đó là tại phòng của Orion Koinatsu, người mà cậu vừa mới chia tay. Khi mò đến nơi, đập vào mắt cậu là Thượng Huyền Lục Daki. Cái tên nó lên sức mạnh, Daki cho thấy thực lực của bản thân ao trình hẳn so với Tan. Với món vũ khí là các giải băng, Obi có thể luân chuyển giữa mềm dẻo và cứng cáp. Hơn nữa còn cực kỳ sắc bén, chém đến đâu ngọt đến đấy. Daki không ngần ngại liên tục vây hãm, buộc cậu vào thế phòng thủ. Chính vì thế mà thanh Nhật Luân kiếm mới ra nông nỗi này. Vũ khí chịu thiệt hại đến thế này sẽ ảnh hưởng đến độ sắc. Kèo quỷ khác thì còn đỡ chứ quỷ Thượng Huyền thì căng đét. Sau những gì đã trải qua, Tanjiro nhận ra bản thân không thể làm chủ hoàn toàn hơi thở của nước. Cơ thể cậu tương thích hơn với vũ điệu hỏa thần. Có điều tác dụng phụ của các chiêu thức lên cơ thể là quá lớn, kể cả khi đã cố gắng tập luyện đến đâu cũng không thể thuần thục để áp dụng lâu dài trong thực chiến. Nhưng tầm này phải chơi hết vốn thôi, quá lắm thì đi theo ông anh, nghĩ là nhích. Tanjiro áp luôn vũ điệu hỏa thần, vừa để phá thế dồn ép của Daki, vừa để áp sát tung đòn kết liễu. Mọi thứ đã đi theo đúng với dự định, nhưng đúng lúc quan trọng thì sợi chỉ tất sát lại đứt giữa chừng. Trò này chỉ áp dụng đối với quỷ thường thôi. Daki là Thượng Huyền, trò mèo này chưa đủ đô với à. Sau khi dính đòn phản công, tác dụng phụ ngay lập tức ập đến cơ thể Tanjiro, khiến cơ bắp của cậu tê cứng. Nếu không kịp rít lấy một hơi kích hoạt lại cơ thể thì Tan có lẽ đã liệm rồi. Cơ thể tàn tạ lại va phải đối cứng, không khó để mường tượng ra viễn cảnh Tanjiro hoàn toàn nằm im chịu trận, gần như không có cơ hội nào để phản công. Càng chiến, nhiệt độ cơ thể của cậu càng cao. Không rõ đây là tín hiệu tốt hay xấu, chỉ có một điều chắc chắn rằng Tan sẽ dốc hết phần chaka còn lại, bao gồm cả haki sắc màu hồi tưởng, sẵn sàng cho round tiếp theo.
ghi nhận sự cố gắng của Tanjiro. Dù sự nỗ lực đó chưa thể đổi lấy lợi thế thực tế trên chiến trường, mọi thứ còn trở nên tệ hơn khi những mảnh của Obi còn sót lại đã quay trở về với cố chủ. Kèm theo đó là những thông tin mà nó đã trải qua. Kích hoạt được trạng thái Ultra Instinct, sẵn sàng chờ trụ cột đến giao chiến. Giữa lúc tình hình đang căng hơn dây đàn, một thanh niên bước ra xả 50 bài chửi phổ thông, yêu cầu cả hai giải tán. Đêm hôm khuya khoắt lôi nhau ra diễn tuồng à? Cái kết cho pha đi đường mõm ấy là đây, và đây nữa, và tất cả ở đây nữa. Cả một dãy phố ngập trong thây xác và đá vụn. Trung bình các men khi gặp phải cảnh này thường sẽ bộc phát sức mạnh ghê lắm. Tanjiro cũng không phải ngoại lệ. Daki cứ ngỡ khi chứng kiến sức mạnh của mình, thằng nhóc xấu xí Karo kia sẽ rén. Ai ngờ chọc đúng thằng có máu điên. Xin nhẹ một cái chân cái đã. Vừa thoát được thân thì lỗ tai lại khổ. Tanjiro đã bắt đầu bài phát biểu về nhân sinh, về đời người chỉ có một, hà cớ sao lũ quỷ lại tức đoạt. Bài phát biểu của Tan đi vào lòng người đến độ các tế bào của Muzan trong Daki sống dậy, mà chiếu cho ả thấy hình ảnh của kiếm sĩ mà chúa quỷ kinh sợ nhất. Nhân vật này là ai thì chắc Weibo nào cũng biết, nhưng chưa phải lúc để cụ lên sóng. Thấy Tan cứ thao thao bất tuyệt mãi, nghe cũng chán cái lỗ nhĩ, nên Daki cũng bật cơ hàm để flex. Quỷ không ra đi, không cần tiền để sống, không bị bệnh, không có gì để mất. Đặc biệt những con quỷ vừa mạnh vừa đẹp thì làm gì chả được. Ta bắt được một con quỷ thượng đẳng nhá. Tanjiro đâu, lên, để đánh nhanh diệt gọn. Daki sử dụng huyết quỷ thuật tạo một cái lưới Obi để úp sò Tanjiro, sau đó sẽ chạy một mạch đến chỗ trụ cột Solo. Tương lai đó đẹp, tiếc là không bao giờ xảy ra. Tanjiro kích hoạt vũ điệu hỏa thần mà múa cực gắt, sát khí toát ra từ Tan, khiến cho Daki tự dưng mắc bệnh Parkinson ngang. Đúng hơn thì đây là nỗi sợ của Muzan. Chố quỷ rén 1 thì Daki rén 10. Một khi nỗi sợ lên ngôi thì game đã đến hồi over. Trong khoảnh khắc, Tanjiro đã một chém trúng cổ của ả quỷ. Xong chưa? Daki đã phòng ngự thành công, rút kinh nghiệm từ lần mém hẹo trước. Ả quỷ gia tăng số lượng Obi công kích, nhất quyết phải diệt bằng được thằng nhóc đối diện. Đến là đón. Trong mắt cậu, đòn tấn công của đối phương như được Zack Snyder thực hiện. Chỉ bằng vài đường cơ bản, cậu đã cố định được hết đám Obi vào một chỗ nhằm kéo căng chúng, rồi mới bật chế độ tan sát biến chúng thành vải vụn. Còn Daki sắp thành quỷ không thủ. Giữa lúc sắp thành công thì cơ quan hô hấp của Tan bị quá tải, hơi thở không được lưu thông một cách bình thường nữa. Với tình hình này, quá dễ cho Daki tiễn Tan một đoạn về miền cực lạc. Cái này thì chuẩn nếu như không có sự xuất hiện của cô em gái quốc dân. Trong đêm gặp mặt hôm trước, Muzan đã cho Daki biết về một con quỷ đã thoát khỏi vòng kim cô của hắn. Theo những gì được mô tả thì đối tượng ấy Ishiruk Nezuko. Vừa hay đây chính là cơ hội cho ả hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm được hay không thì chưa biết. Chỉ biết rằng ngay trong round thứ nhất, ả đã có bước đầu gây đam cho Nezuko. Nhưng ngay sau đó nụ cười đã tắt dần và chuyển sang nước mắt. Chứng kiến màn hồi phục với tốc độ khủng khiếp cùng áp lực tỏa ra ghê gớm từ Nezuko đã khiến cho Daki hoang mang mạnh. Kèo này căng quá anh em ạ. Tôi không biết nên cổ vũ cho Loli đáng yêu hay là con quỷ sexy nữa đây. Một cơn đau đầu mà Panadol Extra không thể nào giải quyết. Như thấu hiểu nỗi nhức thủ của tôi, tác giả đã cho một phe có tất cả. Chính thức tôi chọn bên Nezuko. Ngay sau đó, Nezuko đã cụ thể hóa sự khiếp đảm mình gây ra bằng tổn thương vật lý thực tế trong sự bàng hoàng ngơ ngác của đối thủ. Sức mạnh của Nezuko tầm này đã thuộc hạng thượng huyền, cụ thể là hơn hạng 6. Sau một hồi bị hành cho ngập mồm ngập miệng, Daki có những dấu hiệu vùng dậy kháng cự, nhưng cố gắng này không đáng kể. Nezuko vẫn quá ao trình. Do trước đó Daki bị dính máu Nezuko nên ả đã bị dính huyết quỷ thuật hệ hỏa của cô bé. Thấy địch vẫn còn cự quậy, Nezuko bồi thêm cú đá nữa cho nó cẩn thận. Chẳng có nhẽ một thượng huyền lại bị một con quỷ nằm ngoài vòng kiểm soát đập cho tan tác chim muông đến như vậy hay sao? Ở một diễn biến khác, Tanjiro đang bất tỉnh sau cú búp quá đà của tác giả. Trong giấc mộng, cậu bị cô em Takeo dục dậy ngay đi trước khi Nezuko đánh mất chính mình. May mà Tanjiro đã kịp thức tỉnh, mà đến kịp lúc trước khi điều tồi tệ xảy ra. Suýt chút nữa Nezuko đã bị tâm ma dẫn lối mà thẩm thịt người. Giờ là lúc Tan phải huy động tất cả mọi thứ, từ sức lực, ngôn từ đến tình cảm để ngăn em gái lại. Tình huống càng thêm éo le khi Daki đã tìm đến. Ta mà ra tay lúc này thì những người khác sẽ say ra cá mất. Những lúc thế này cần lắm một siêu anh hùng ra tay tương trợ. Ai cần người hùng đó có tên ghen đây. Cú chém của anh ngọt đến độ Daki không hề hay biết mình dính đòn. Chỉ đến khi cái thủ nằm trên tay thì mới nhận ra tình hình thức tỉnh lương tri của cô bé ngày một căng. Căng nhưng không phải là vô phương cứu chữa. Với khả năng thanh nhạc đa đà cha đà đà của mình, Tanjiro đã tái hiện lại lời ru của mẹ. Tuy cậu hát không được hay nhưng được cái sát bản gốc, nên đã đi vào lòng Nezuko, khiến cô bé ngỡ như đang nằm trong vòng tay mẹ mà bật khóc như một đứa trẻ. Cơ thể thì lại lô ly hóa như ban đầu. Nhìn này cưng lắm luôn. Ước gì tôi khen, tôi làm gì đâu. Trong khi đó, âm trụ vẫn đang cãi nhau với Daki. Từ từ khoan đã, bị quỷ chém đầu sao không biến mất mà vẫn còn múa võ mõm như vậy cơ chứ. Ngay sau đó có một diễn biến xảy ra. Tengen phát hiện lao đến công kích nhưng không kịp. Một con quỷ khác với giao diện xấu đến thậm tệ bất ngờ xuất hiện chữa lành mọi thương tổn cho Daki. Con quỷ này nó lực vờ lờ thề, nếu không phải là cấp trụ thì chắc bị xẻ ngay trong chiều đầu. Nó xưng là Gyutaro, anh trai của Daki và cũng là thượng huyền lục. Gyutaro quyết đòi lại công bằng cho em gái mình với cam kết sẽ hành xác tất cả đến hơi thở cuối cùng. Cuộc chiến giữa thượng huyền lục và trụ cột bây giờ mới bắt đầu. Skip qua đoạn nói chuyện, sau pha mở bát đã bị ngăn chặn. Gyutaro kích hoạt huyết quỷ thuật, búp máu và hai lưỡi liềm để ra đòn. Trước tình hình đó,
Tengen buộc phải dùng bom để phá sàn nhà, đưa dân thường ra khỏi vùng giao chiến. Gyutaro có thể điều khiển máu của bản thân để tấn công đối phương. Muốn đánh bại hai anh em này thì chắc chắn không phải chuyện dễ, dựa trên việc Daki không bị tan biến khi bị chém đầu. Phải chăng khi chém được đầu của Gyutaro thì sẽ kết liễu được cả hai? Cái này phải thử mới biết được. Sau khi xác định trong nhà không có ai, Tengen dùng bom để tấn công. Nhờ đó mà anh đã có được câu trả lời cho cách tiêu diệt cặp đôi Thượng Huyền Lục. Trước khi tiếp tục cuộc chiến này, ta hãy đến với câu chuyện cuộc đời của âm trụ Tengen. Bên ngoài hào nhoáng là thế nhưng đâu ai biết quá khứ của Tengen rất là đả. Xuất thân trong gia đình làm ninja, tuy có tận 9 anh em trai nhưng chỉ có một người còn sống sót. Không muốn trở thành một cái xác vô hồn độc đoán như cha và em trai, Tengen đã gia nhập sát quỷ đoàn để phụng sự chúa công trong sự nghiệp diệt quỷ. Từ đó anh đã quyết định hiến mạng của mình cho công cuộc trừ gian diệt bạo. Vì thế trong kèo đấu này anh phải thắng. Do trước đó anh đã dính một cú chém từ liềm của Gyutaro nên cơ thể đã bị dính một loại kịch độc. Nếu không nhờ có cơ chế kháng độc đã được tôi luyện khi còn là ninja thì có lẽ Tengen đã xong đời từ lâu. Lúc này chất độc đang có dấu hiệu lan mạnh hơn, nhưng lũ quỷ đừng lấy đó làm đắc ý. Độc này chưa độc nữa vẫn chưa là gì với anh đâu. Để chứng minh điều đó, âm trụ lập tức lao đến combat. Để dễ hơn trong cuộc chiến, anh áp dụng kế sách chia để trị, hạ xong Daki rồi tới lượt Gyutaro. Với kỹ thuật song đao thành thục của mình, suýt chút nữa anh đã chặt thêm thủ của quỷ anh. Ngay sau đó, hai khứa Zenitsu và Inosuke, kèm theo đó là cả Tanjiro đã đến để nhập chiến. Diễn biến tiếp theo là màn khua môi múa mép của hai bên để xem ai gáy to, vang và khét nhất. Tự dưng Tanjiro thấy đâu đó Tengen lại giấu viêm trụ chứ. Nào nào bay ơi, ông cố ơi. Thấy như thế thì chết còn nhà người ta chứ còn. Nhất là khi Gyutaro đã từng sơi tận 15 mạng trụ cột, trong khi Daki đã nhắm tới 7 mạng. Để cuộc chiến này được công bằng, Inosuke và Zenitsu đã đối đầu với Daki, còn Tengen và Tanjiro sẽ chạm trán Gyutaro. Nó là tách để trị vậy thôi. Chứ hai con quỷ có sự tương giao với nhau thông qua con mắt trên trán Daki, khiến cho các kiếm sĩ ở cả hai mặt trận đối mặt với khá rắc rối. Hết Obi liên hoàn công, lại đến xích huyết liềm chảm. Đỡ đã khó khăn huống chi là áp sát tấn công. Khó khăn nhất phải ở chỗ Tengen khi anh đang phải va chạm trực tiếp với Gyutaro. Cơ thể anh đang dần bị độc lây lan. Tanjiro cố hết sức để vào vai trò hỗ trợ anh, nhưng thể chất của cậu đã ở mức đỏ, cơ thể cũng thương tổn không hề nhẹ. Với tình hình hiện tại, không mau chóng hạ gục hai con quỷ này, tất cả sẽ bị chúng xé ra chấm tiêu tranh thôi. Giữa lúc chiến sự đang căng thẳng, vợ cả của Tengen bất ngờ xuất hiện, spam phi tiêu về phía Gyutaro. Dám ba trò mèo này với hắn là vô hiệu. Bất chấp bản thân bị phi tiêu gây thương tích, Tengen vẫn lao về phía con quỷ, tung một chảm bất ngờ xẻ ngang chân nó để ép con quỷ phải trúng phi tiêu đã được tẩm chất chiết xuất từ hoa tử đằng, một chất độc dành riêng cho quỷ. Một khi nó phát tác, cơ thể của quỷ sẽ bị hạn chế. Đó sẽ là thời cơ cho các kiếm sĩ. Dễ ăn thế thì đã không phải thượng huyền. Chất độc mất tác dụng nhanh chóng, Gyutaro dùng kế gậy ông đập lưng ông, tận dụng các kiếm sĩ lao đến để ra đòn gần với phạm vi rộng. May mắn là Tengen vẫn làm chủ được tình hình nên chưa có thương vong xảy ra. Tuy nhiên sức của mình anh là không đủ để bảo vệ cho tất cả. Trong lúc âm trụ bị đám Obi pressing, Hinasuru đã bị Gyutaro tiếp cận để đáp lễ cú chơi chí mạng vừa rồi bằng sức mạnh ý chí tự búp. Tanjiro đã có pha đi đường kiếm khiến Gyutaro phải bất ngờ, thành công cứu được Hinasuru ngay trong tay quỷ. Ngay lúc ấy Tanjiro ngộ ra chân lý về mối quan hệ biện chứng giữa hơi thở và kiếm đạo để tạo ra kỹ thuật hơi thở mới, qua đó phát huy tối đa công năng của những gì đã được truyền dạy. Lý thuyết tự thẩm thì hay đấy, nhưng mà thực chiến thế nào thì mới quan trọng. Nhất là lúc này phía đối diện là một con quỷ ghê gớm, kể cả âm trụ áp sát phía sau, Tanjiro gây áp lực phía trước. Gyutaro vẫn kịp chặn kiếm của cả hai, rồi kích hoạt quỷ thuật cho bay màu tất cả. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi lông nách ấy, Tengen đã kéo Gyutaro ra chỗ khác, tránh thương vong cho Tan và vợ. Có điều nguy này vừa qua thì hiểm khác đã tới. Inosuke và Zenitsu vẫn đang loay hoay với Obi của Daki. Đường đến thủ của ảo quỷ mỗi lúc một xa hơn, nhưng nếu đặt lên bàn cân thì Daki vẫn yếu hơn, nên Tam Thần Đằng sẽ ưu tiên ả trước. Chuyện Gyutaro cứ để Tengen lo liệu. Với kinh nghiệm của mình, Tanjiro mách nước cho đấng ỉn cách để chém thủ của Daki. Cậu phải ra đòn với tốc độ siêu tốc và từ nhiều hướng thì mới được. Những cái đó thì quá phù hợp với nhị kiếm của đấng ỉn. Việc chém đầu Daki sẽ để Inosuke lo. Zenitsu và Tanjiro sẽ hỗ trợ mở đường. Nhờ sự hỗ trợ không biết mệt mỏi của tổ anh em cây khế, đấng ỉn đã kề được cặp song kiếm lên cổ Daki, rồi bắt đầu kéo cưa lửa xẻ, cắt cụt thành công thủ của ả, rồi ship nó đi càng xa càng tốt. Nếu mọi thứ ngon lành thế đã tốt, đừng quên Daki vẫn có người bảo kê. Nhưng chẳng phải Gyutaro đang bị Tengen cầm chân hay sao? Toang rồi các bác ạ. Mọi thứ đều oa ngờ oang tờ oang toang rồi. Nếu không có gì thay đổi, phe diệt quỷ thua chặt. Sau một giấc mơ được Nezuko thức tỉnh tâm trí, Tanjiro đã bị quẳng về hiện thực, nơi những con quỷ đang là kẻ chiến thắng. Inosuke bị lủng tim, Zenitsu thì quằn quại trong đống đổ nát, Tengen thì dính độc nằm một đống. Tình hình đang quá là tình hình. Cơ thể của Tanjiro coi như đồ bỏ, mà dù có cựa được thì cũng chẳng thay đổi được cục diện. Tiếp theo là tâm sự của hai người anh về chuyện em gái. Gyutaro chê Tan là thằng DBRR, không biết bảo vệ em gái, thậm chí còn ngược lại. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. Với em gái bé thì phải bảo vệ bằng chính bàn tay mình đây này. Người ta cửa trên nên có bị gì thì Tan cũng phải cụp pha xuống. Gyutaro cả tay lẫn mồm đều hết công suất, nhất quyết phải khoét sâu vào lòng tự tôn của người anh bên trong Tanjiro. Không thể chịu nhục thêm, mê nhà ta vác em bỏ chạy như một thằng hèn.
Trong sự bất ngờ của cặp Thượng Huyền và tôi quá thất vọng về khớ này. Dù đối phương đã thảm hại lắm rồi, nhưng Gyutaro vẫn dí tới cùng. Tanjiro cứ như con mèo vào đường cùng, cố vùng vẫy nhưng không đáng kể. Cái chết cho cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước lúc ấy để Gyutaro gáy xong cái đã, bởi sau đây hắn sẽ không còn mạng để sủa nữa đâu. Ngay sau khi chúng đòn trấn ra nhà Tamado, Gyutaro tự dưng thấy choáng nặng mà không rõ lý do. Thực ra lý do là đây, hắn đã dính phi tiêu chứa độc hoa tử đằng. Hành vi bỏ chạy của Tan thực chất là để kiếm thứ này, tận dụng hương liệu của kỹ nữ để giấu mùi độc, để đánh lạc hướng con quỷ. Tuyệt vời, cộng một Oscar cho diễn viên xuất sắc. Nhờ pha diễn như không diễn đấy mà Tanjiro đã có cơ hội lớn để ra kiếm chém thủ Thượng Huyền. Nhưng một lưỡi kiếm mẻ cộng một thể lực suy kiệt, liệu có thể giành phần thắng về hay không? Câu trả lời là có nếu đủ thời gian, mà đấy lại là thứ vô cùng xa xỉ vào lúc này. Chứng kiến anh trai sắp bị bay thủ, Daki không thể ngồi yên được nữa. À tính hỗ trợ, nhưng từ từ thôi bé ơi, muốn làm chuyện ấy phải qua được tráng tóc vàng này đã. Zenitsu thoát ra khỏi đống đổ nát, cậu dốc toàn lực cho cơ hội cuối cùng này, nhất định phải chém lấy được thủ cấp của Daki. Tình hình đổi chiều quá nhanh chóng, nếu hai khứa nhà ta có thể thành công chém được chúng cùng một lúc thì ngon. Nhưng đối là Thượng Huyền đấy, chuyện đâu có dễ như thế. Gyutaro đã rút được cây phi tiêu ra, ngay lập tức hắn dùng huyết quỷ thuật đẩy lùi kiếm của Tan. Trong cơn điên loạn, hắn lao vào cu kiếm sĩ spam đòn liên hoàn. Tanjiro đã cố hết sức rồi, nếu mà có chết thì cũng thành ma vinh quang. Nhưng men chết thì hết phim mất, cho nên tác giả đã cho Tengen comeback. Cuộc chiến trước chỉ là nháp mà thôi. Tengen sẽ cho tất cả thấy lý do tại sao anh được xếp vào hàng trụ cột. Với khả năng đọc vị âm thanh, âm trụ dễ dàng phá giải chiêu thức của đối thủ. Với anh tầm này, Gyutaro như một bản nhạc kinh tởm. Cuộc chiến tiếp theo đây là minh chứng rõ nhất cho luận điểm. Kỹ xảo trong Kimetsu no Yaiba là đỉnh của chóp, đỉnh đến độ Ufotable còn phải vắt sữa cơ mà. Diễn biến cuộc chiến quá căng thẳng, Tengen đánh cứ như chưa từng dính độc, ngang kèo hẳn so với Gyutaro. Giờ chỉ cần Tanjiro nhắm được thời cơ mà vào cắn trộm là khả năng cao sẽ ăn được phần thắng. Tengen bất chấp cơ thể thành bao thịt cho con quỷ chém, để mở con đường máu cho Tan dùng thức nhân vật chính ra đòn. Nhưng Gyutaro vẫn còn ngoan cố lắm. Nếu nói về ngoan cố thì Tan là trùm. Bất lợi ra sao thì cậu vẫn sẽ tiến lên quyết chém bay thủ con quỷ. Trong khoảnh khắc đó, ấn diệt quỷ của Tan đã được kích hoạt, khiến lực chiến của cậu tăng lên, lưỡi kiếm cũng đi sâu hơn. Nhưng thế cờ này có thể bị lật trong trường hợp Daki không bị bay thủ. Trường hợp đó suýt đã xảy ra nếu đấng ỉn không kịp trở lại. Khi bị Gyutaro đâm lén, đấng ỉn đã kịp sắp xếp lại nội tạng để không bị đâm vào điểm trọng yếu. Chính cậu sẽ đặt điểm kết cho Daki. Tất cả kiếm sĩ đã dồn toàn lực cho cú chốt cuối cùng này. Thành quả là hai cái thủ đã tách ra khỏi thân cùng lúc, giờ lăn lông lốc đến chỗ nhau. Liệu có cú quay xe nào khác từ tác giả nữa không đây? Nếu mà có thì quả này Tan dễ đi lắm. Độc tố đã lan mạnh trong cơ thể cậu, nhận thức đang mất dần. Còn Tengen thì đang cố bảo cậu hãy chạy nhanh đi. Cơ thể Gyutaro đã phát động huyết quỷ thuật, mọi thứ trong bán kính ảnh hưởng sẽ bị cắt thành vụn. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Nezuko đã kịp ra tay ngăn chặn. Cũng chính huyết quỷ thuật của cô bé mà Tanjiro được chữa trị kịp thời. Inosuke đã được kéo từ quỷ môn quan trở về. Ba bà vợ của Tengen thoát cảnh ở quá. Riêng khứa Zenitsu là đỡ nhất, tuy chân bị gãy nhưng mồm vẫn còn oang oang nên không phải lo. May mà trước đó dân chúng đã di tản hết cả, không thì lượng thiệt mạng không sao đếm xuể. Để đảm bảo hai con quỷ đã thực sự bị tiêu diệt, Tanjiro sẽ đi kiểm tra, tiện lấy ít máu gửi về cho Tamayo luôn. Khi phát hiện ra chúng thì hai cái thủ vẫn đang chí chóe đổ lỗi cho nhau về thất bại này. Câu chuyện mỗi lúc một đi xa hơn, ngôn từ dành cho đối phương đã mất kiểm soát. Nếu như Tanjiro không ngăn Gyutaro, ngoài mỏ thì bố láo vậy thôi. Chứ thật tâm con quỷ này không khác Tanjiro là mấy. Nếu xét về khía cạnh tình anh em, tên thật của Daki là Ume, cái tên khủng khiếp, lấy từ căn bệnh đã lấy đi mạng sống của mẹ cả hai. Cuộc đời của Gyutaro là một khúc nhạc buồn mà không phải buồn bình thường đâu. Nó mang cho mình sự ai oán khó chịu của người mẹ, nó mang sự khinh miệt chửi rủa của người ngoài, nó mang cho mình nỗi đớn đau về vẻ ngoài xấu xí của bản thân. Còn nhiều thứ nữa nhưng tóm lại là chẳng có một điều gì tươi sáng ở trong đó cả. Một khúc nhạc của đáy của đáy của đáy xã hội. Nhưng một ngày kia, một giai điệu thật đẹp đã được thêm vào bản nhạc BI đó. Đẹp, rất đẹp là đằng khác. Ngày mà Ume ra đời, để bảo vệ giai điệu ấy, Gyutaro không từ nan bất cứ việc gì. Hắn nhận ra bản thân có thiên phú đánh nhau nên đã gia nhập tổ đội văn phòng tài chính, chức vụ đòi nợ xấu. Mọi thứ cứ tưởng thế là ổn rồi thì giai điệu đẹp duy nhất của đời hắn đã bị kẻ khác thiêu cháy. Ở đời đâu ai cho không ai cái gì, hắn đã không được cho cớ sao lại lấy đi của hắn. Ume trong lúc tiếp khách đã lấy châm chọt một bên mắt của một tên samurai. Vì lý do đó mà cô bé đã ra nông nỗi này. Nhờ sự chỉ điểm của tú bà, tên samurai đã đến tận nơi giết cho sạch hai anh em. Có câu chó cùng rất rộng, một tay Gyutaro đã trả thù cho em bằng mạng của cả tú bà lẫn tên samurai. Nhưng trả thù đi chăng nữa cũng đâu có ý nghĩa gì khi em gái Ume của hắn đã ra đi mãi mãi. Giữa lúc tuyệt vọng đó, hắn đã gặp Duma aka Thượng Huyền Nhị hiện tại. Chính hắn đã giúp hai anh em trở thành quỷ. Thực sự tôi cũng tự hỏi rằng, nếu như lâm vào cảnh ngộ của Gyutaro, liệu có ai đủ bản lĩnh để từ chối hay không? Cả một đời hắn sống trong bóng tối, hắn chỉ muốn bảo vệ thứ giai điệu đẹp đẽ của đời mình. Hắn có thể chết mà không có gì hối tiếc cả. Nhưng với Ume, em gái hắn thì khác. Cô bé nếu được vào kỹ viện tốt hơn, có thể là Orion. Cô bé nếu sinh ở một gia đình bình thường, sẽ có một gia đình đầm ấm.
Cô bé nếu sinh ra ở một nhà quyền quý sẽ là một tiểu thư đài các rồi. Cô bé xứng đáng có được những điều tốt hơn, chứ không phải một kiếp hèn mọn cùng đường như hiện tại. Thế cho nên tốt nhất cả hai hãy chia lìa. Gyutaro chửi mắng các kiểu để Ume cút càng xa càng tốt. Cô bé xứng đáng được đi dưới ánh mặt trời, bóng tối cứ để mình hắn đi là được. Đó là ý kiến chủ quan của Gyutaro chứ Ume thì không. Cô sẽ không bao giờ để anh mình sống đau khổ nữa. Giai điệu đẹp đẽ này sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Đơn giản là vì họ là anh em ruột. Dù đói rét thế nào cũng không sao, chỉ cần anh em có nhau là được. Đó là lời Gyutaro đã hứa. Phải thừa nhận rằng câu chuyện của cặp anh em này là câu chuyện cực kỳ buồn, buồn thối ruột luôn ấy. Mọi chuyện đã kết thúc. Trong mấy lời khịa cực đều từ xá trụ Obanai dành cho Tengen, thân làm người lớn không chấp mấy thằng mồm hỗn, mà sân si làm chi khi Tengen quyết định sẽ nghỉ hưu non. Lý do một phần là vì anh đã không đánh đấm được nữa. Lý do nữa là đã có những nhân tố xuất sắc khác đã đến. Lý do còn lại là vợ đẹp chết sớm lại uổng. Cái này tôi nghĩ ra, tin chiến thắng đã được báo về cho chúa công. Tình trạng bệnh tật của ông này càng tệ. Nhưng với niềm vui này thì không phấn khích sao được. 100 năm qua chưa có một thượng huyền nào bị hạ. Đây chính là điểm báo cho cơ hội của họ. Thời đại diệt tận gốc quỷ dữ đã đến. Thời đại ấy sẽ được ghi dấu bởi những kiếm sĩ trẻ đã góp công lớn trong chiến thắng ngày hôm nay. Trước khi kết thúc video, tôi sẽ giải thích câu chuyện bỏ nghiệp của cựu viêm trụ trong bức thư xin gửi đến Tanjiro. Ngày đó khi biết được mọi chuyện về hơi thở mặt trời, ông đã rất tuyệt vọng, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang phừng phừng. Phu nhân của ông đã qua đời trong cơn bạo bệnh, để rồi ông vùi mình vào rượu chè đau khổ. Con trai ông là một thiên tài, tuy không được cha giảng dạy nhưng nhờ chăm chỉ sách vở và tập luyện, anh đã trở thành trụ cột. Nhưng Tanjiro thậm chí còn có tiềm năng hơn thế. Những người thừa kế hơi thở mặt trời đều có vết bớt đỏ trên trán từ khi sinh ra như cậu. Có điều vết bớt của Tan thực tế là sẹo do bảo vệ em. Liệu đây là sự sắp xếp của số phận hay là sai lầm của cựu viêm trụ? Cái này hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Vô Hạn Thành, nơi các thượng huyền tề tựu lại sau khi nhận lệnh triệu tập. Bên cạnh thượng huyền Tam đã nhẵn mặt, ở đây còn có sự xuất hiện của nghệ nhân buôn bình, thượng huyền Ngũ Gyoko, lệ tổ thượng huyền tứ Hantengu, chủ tọa Đậu Má Duma và lục nhãn mỹ quỷ thượng huyền nhất Kokushibo. Cùng với đó là ả tỳ bà quỷ Nakime, kẻ đứng sau điều khiển Vô Hạn Thành. Tuy là đồng đạo chiến hữu nhưng các thượng huyền chẳng mấy ưa nhau. Hạ không nể thượng, thượng chẳng coi trọng hạ. Vai vế thứ bậc trong tổ chức này chỉ là con số, nhưng tất cả đều phải cúi mình trước một nhân vật được coi là nhiều não nhất phim, mỗi tội dùng hơi hạn chế, chú quỷ Muzan. Trong cuộc họp thượng đỉnh này, bên cạnh thông báo việc cặp thượng huyền lục đã về miền cát bụi, Muzan muốn hỏi tiến độ tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh cộng một rén cho Akaza. Cùng với đó là việc tiêu diệt dòng tộc Ubuishiki. Cái này do Kokushibo đảm nhiệm nhưng chưa thành, do gia tộc này trốn kỹ quá. Mấy lời biện minh đó không làm Muzan hài lòng, hắn phát điên lên vì lũ dưới trướng quá vô dụng, chẳng có nhẽ lại cho cả bọn đi chuối cả nải. Trong số một đống tin xấu thì Gyoko đã cung cấp cho chúa quỷ một tin tốt về một nơi trọng yếu của quân đoàn diệt quỷ. Rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Lũ quỷ sẽ làm gì tiếp theo đây? Tất cả sẽ có trong phần sau của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.